Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình Thành NC đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game ở trong chuyên mục Top 20 ngày. Game này nó vừa mới ra mắt. Game này thì sẽ mang tên là Jumanji Run The Rock này, cực kỳ nổi tiếng luôn. Rồi thì chúng ta sẽ chơi nhá và xem nào. Chúng ta sẽ có thể mở hòm này. Nó sẽ khá là giống với Subway Surfer hay là giống như kiểu là Temple Run. Có lẽ sẽ giống Temple Run hơn. Ok, lấy vàng, lấy một cục vàng này. Chạy theo, ui The Rock. Cái di chuyển đấy nó cũng khá là dễ thôi. Chúng ta vuốt lên, vuốt xuống, sang trái, sang phải thôi. Cực kỳ là dễ dàng rồi, không có gì là khó khăn cả. Đây, mình xuống dưới, mình lấy thêm một cái 500 nhá. Mày này, mày vào đâu, mày chạy đâu. Ok, sang lên này cái. Này, này, hay. Mấy con này phải, anh em phải ấn vuốt xuống nhá. Không nó tám vào đầu mọi người đấy. Đấy, đây trên này cái. Mình đang có một cái 500 nên khá là dễ chơi. Bên này, sang trái, sang phải. Xuống, đá mày này. Chạy đi đâu con sâu này. Lướt lên, hợp lý nhỉ. Hợp lý là nó này. Nhảy qua cái này sẽ tự nhảy cho mình này. Đi càng xa càng tốt. Rồi, chúng ta sẽ leo, gọi là leo núi à. Từ từ thôi, bên kia có đá nhá, có đá rơi xuống. Sang phải, sang trái, đi giữa, có đá giữa, đúng rồi, hợp lý không? Ok, ui, chạy không chết giờ. Đã xong. Nhảy lên sẽ có hai cái kia. Ui giời ơi, anh như đây sẽ có thể lái xe đấy anh em ơi này. Rum rum rum, lái xe, ui xồi, kinh. Giờ lúc lái xe mà. Cái này dựa theo một cái bộ phim chiếu rạp mà mình từng xem rồi, nó khá là hay. Năm ngoái đúng không? Năm nay như sẽ có phần mới của Jumanji. Mày á. Rồi xuống. Xuống. Đây rồi, hay. Ui né nhá. Né hết bọn kia ra anh em. Oh my god, sao đây? Không thể được. Cho chúng ta lại rơi xuống nhờ. Để không chết thì ta sẽ có thể xem quảng cáo nhá, để không thể chết được. Khá là hài. Jumanji Runner. Game thì ngày nào cũng sẽ có game mới. Quan trọng là cho sẽ lựa chọn game nào hay ho thì mình có thể chơi và làm cho anh em xem. 9, 18 giây các thứ, các kiểu luôn vào đây. 5, 4, 3, 2, 1 và tắt đi. Chúng ta sẽ sang cái game này. Đấy, may quá, vẫn được hồi sinh. Hy vọng là cho sẽ có thể làm được cái trận này nó tốt hơn, đi xa hơn. Cái số điểm mình đang nhân 2. Oh my god, đi đâu đây? Ui dồi. Cái này không cái. Ui dồi. Thác nước ạ. Thác nước này, xuống. Ok. Sang trái, sang phải luôn. Đây, ở giữa. Đấm. Chán ghê quá đây. Chút là mình đấm được chứ nhỉ. Thay ra bắn cung mà. Có gì đó hơi nhầm lẫn ở đây. Chúng ta sẽ có thêm sắp mở thêm đồng hòm nữa rồi anh em. Cái này sẽ mở map này và có thể cứu được những nhân vật này. Đấy, anh em hiểu không? 300 này. Đó, mở ra tê giác. Con này thì sao ta? Nhân 3 anh em ạ. The Jungle 600. Rồi mình mở thêm cái map của con này luôn ra. Mở được càng nhiều thì chúng ta sẽ càng có cơ hội là 600 này. Đấy. Mở càng nhiều sẽ có cơ hội nhân cao hơn, nhân 5 này. 1200, cái này là 5 game. Rồi ok. Cái đầu tiên phải xem quảng cáo à. Nhân 6 rồi. Con này sẽ có 1200 và cần kiếm thêm game. Nói chung là cái này nó cũng sẽ rất là đơn giản thôi, là chúng ta sẽ kiếm thêm game và kiếm thêm vàng các thứ để qua map, mở khóa map trộm mà. Cái này là dựa theo một bọn trẻ con thì đúng hơn, hay là bọn thanh niên ấy, sinh viên thì phải. Và nó tìm được một cái trò chơi mang tên là Jumanji, xong tự nhiên là tất cả bọn nó bị biến vào trong cái thế giới này. Thật luôn ấy. Sau đó mỗi người sẽ đóng vai một nhân vật và phiêu lưu như cái thế giới này để giải cứu thế giới này gì đó.
cái phim này từ đầu năm ngoái cơ, mình xem từ từ gọi là Tết Dương năm ngoái, một năm rồi. Rồi bọn này thì phải cúi xuống nhá thì mới có thể giết bọn nó được ấy. Express, ok, xoắn gì đâu, bình tĩnh tự tin thôi. Nhìn cho anh nhân 6 cái phần thưởng rồi. Ok, mình đang hơi đau lưng. Rồi ok, expert đánh bại bốn thằng Ace Rider gì đó, thằng cầm rìu đúng không? Sang trái sang phải xuống dưới này, đây rồi, mày này á, đây á, giáp này, giáp này. Ồ, cái này là sẽ là boomerang và cho phá hủy tất cả luôn, hay phết. Đây, chúng ta chỉ cần tập trung là ăn vàng thôi, chỗ nào có vàng nhiều nhất là mình sẽ ăn thôi, thế thôi. Mày á, ui hổ hổ, cái đấy mình còn chưa biết là sẽ đánh kiểu gì luôn, có đấy mình chịu luôn đấy, chưa chưa biết đánh được. Rồi ơi, cái này mà đang ngứa mũi nhờ thì làm sao ta, thì tạm dừng thôi. Đang ngứa mũi hoặc là bị làm sao đấy. Úi rồi ôi, xong cái này sẽ tự động đi, và khi nào mà leo núi thì cho bắt đầu leo thôi, tự mình leo thôi. Sang phải sang trái, mình đang cố gắng đi thật xa để kiếm thêm thật nhiều gold. Oh my god, high score, một cái mốc mới anh em. Không 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 không, tôi không muốn là chết giữa chừng thế. Tôi có một cái high score rồi. Ok, chúng ta sẽ đợi trong khoảng 20 giây nữa. Mình 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nhanh thôi, sắp qua luôn rồi. Bây giờ là 7:30 rồi. Đó, mới điên nhé. Rồi, ok. Và chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Tự nhiên đây có hai cái đá quá khó cho chúng ta luôn ấy. Rồi, nhảy lên nhá. Nhảy lên, ok. À, nhảy xuống, úi sồi ôi, expert, oh my god, mày á, cứ ngồi xuống anh em ạ, chúng ta cứ ngồi xuống đi, tốc độ càng ngày càng nhanh lên thì sao ấy nhỉ? Oh my god, thằng kia là thằng ấy à? Có cái bánh xe anh em ơi, đây 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 đây, mình sẽ hút hết anh em ạ. Oh, lên xe, lên xe, lên xe, đúng rồi, yes, ở đây có những cái đường tăng tốc độ này, hay phết, sang bên nào cũng được. Sang bên nào cũng được. Tốc độ này thì mình vẫn có chơi được. Ok. Đây rồi, chưa gặp mấy con động vật rồi mà mình sẽ cần phải đánh nhau với nó. Ôi my god. Gì đây? Sang trái, sang phải các kiểu đi. Sang phải, sang trái. Có thằng gì đó nó cầm cái hộp theo. Ôi. Nhảy lên. Ôi. Ôi, đèn thế nhờ, thôi rồi. Phải chấp nhận thôi anh em, mình ra ngoài mình mở hòm đi. Mở hòm này có thể mở thêm, mình đang có khoảng 500. Vấn đề là sẽ có thể bonus gold nếu mà xem quảng cáo. Mở hòm, mở hòm, mở hòm. Ô, hòm thì phải xem quảng cáo thì mới mở được nha. 2000 special gì đó. Rồi. Rồi nhân 7, hiện tại ta sẽ nhân 7 và sẽ cứu con này. Thề. Con này là cũng là nhân vật ở trong bốn đứa đây, Jumanji. Một thằng da đen, một thằng đeo kính, một đứa con gái và thằng The Rock. Có mỗi The Rock thì mình sẽ nhớ thôi. Với đứa con gái thì nó đóng trong cái phim ô cái gì ấy? Đóng trong phim Avengers ấy, Endgame ấy, Nebula đóng. Ấy à, cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Bây giờ mình quen rồi. Chỉ trừ khi là chúng ta gặp những cái đối tượng. Ôi chết rồi. Resume. Ôi. Ôi. Ôi trời, ok. Ok. Khiêng khiêng khiêng. Khiêng nhưng mà mình cũng không để không nên để mất làm gì cả nhá. Khiêng này, khiêng này. Khiêng này giết hết tất cả. Chỗ này đang chậm, đang rất chậm. Này này, cố gắng phá thêm kỷ lục của bản thân luôn anh em ạ. Đấy, có thêm chìa khóa nữa. Hay. Cố gắng phá kỷ lục của bản thân. Dĩ nhiên rồi rồi, nhảy sang. Tắc. Ra nào lấy vàng này anh em ơi, lấy hết vàng nào. Sang trái sang phải các kiểu luôn đây. Đây. Né. Ôi sủa, ui, tí chết. Giật mình tỉnh giấc. Ấy à, ui ok. Này. Lên 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 lên, ăn vàng. Đúng rồi, chúng ta đã lên được trên này rồi. Mày. Nhìn.
Con đấy phải căn thôi, con đấy mới phải căn thôi. Mày làm dê, sang bên này thì mày làm dê tao. Đấy, lên trên này. Ôi, có thằng cầm hòm vàng kìa. Mình cũng không biết đánh nó ngay kiểu gì luôn. Chịu. Chắc là cũng sẽ là như kiểu là sẽ như thế này. Ai trời ơi, tí chết. Lấy khiêng. Quá liều lĩnh của đấy là sang. Ai. Chết rồi, chết rồi. Ôi. Oh my god, mày thế. Oh my god, cái khó thế, sao có mấy con hổ đấy, làm sao đánh nhỉ? Nhảy qua. Muốn hỏi chắc là nhảy qua thôi. Oh my god, chúng ta sẽ đi xuống dưới nước luôn. Ai da, ai da. Cái này không cần phải lắc nha anh em. Không cần phải cầm cái máy điện thoại mà lắc sang lắc trái lắc sang phải, mình ghét cái kiểu lắc. Ôi, khá là loạn mắt. Ôi ôi, tê giác rồi. Tôi gặp tê giác rồi. Ui, nè 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 nè. Nè 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 nè. Làm gì làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Đúng rồi, đúng rồi. Né. Né. Ok. Đây. Ui rồi. Mình vẫn hạ được bọn đấy anh em ạ. Ui rồi ôi. Hai score mới hơi. Yes, cho con thêm cái điểm kỷ lục mới anh em ơi. Cứ tự phá kỷ lục của chính mình thôi. Hy vọng là còn giáp cho tới khi mà chúng ta. Ây da. Khá là căng ra. Khá là giật mình. Ây da. Sợ vậy. Tưởng chết của đấy rồi. Chúng ta cố gắng lên một cái điểm số cao nhất có thể này anh em ơi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Nào đánh nhau. Đánh nhau. Tao mày đánh nhau. Đánh nhau hai phát thôi là xong. Úi xồi ôi. Giờ rốc có khác. Phi tiêu. Úi giời. Có nhiều vàng này mình không lấy này. Cục vàng to này. Tập trung cục vàng to thôi. Mấy kia thì không cần quan tâm đến nó là gì. Ấy à. Úi giời. Mới nhận được vàng không ta. Tên ra thì sao. Tên ra thì thôi nhá. Không đánh nhau được đâu. Đây rồi. Xe rồi đến đích rồi anh em ạ. Hiện đến đích rồi sao ấy. Có cái vạch đích kìa. Nhưng không biết là như thế nào. Wow. Này 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 này. Ui đi đâu cũng được, đường nào cũng được anh em, đường nào cũng được. Hai score mới. Yes, hình như được hòm một mới sao nhỉ. Chúng ta vượt qua rất là nhiều luôn, cái tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Không biết là kỷ lục của anh em là bao nhiêu. Ai cái gì đấy, sao có hai cái củ gỗ rơi dưới giữa đường này. Đây. Mày á. Ok, chắc phải bó tay rồi. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.